Rồi, khoan, phải cái bia mới quan trọng rồi chứ. À, hôm nay chúng ta sẽ đọc quyển Ai ở sau lưng bàn thế, những người bạn bên bờ hồ, bức tranh đang vẽ con gì vậy? Con Một gì? cá Có mấy con cá nào? hai À, tôi mà thấy con cá này đơn giản này, lần sau tôi vẽ con cá này cho đơn giản này nha. Nó dễ thương không mà. con cá Sao? tay mới dễ thương Ừ, con cá này dễ thương. Bằng nào đấy ta? á. Mẹ Ừ, bằng hai mặt trông như thế nào? mà của nó không có À, vui. mặt của nó. Vì sao ta? À, hà mã là con biết sống ở đâu không? À? Đầm lầy nha. À, mà bạn này à, ở bên bờ hồ. Hà mã màu gì đó ta? Xanh lá. Cũng phải xanh lá, xanh rêu mới đúng á. Rồi mở ra là một tờ giấy trắng. Có hai bạn gì đây? Hai bạn bướm nhỏ xíu mà mẹ phải quay lại gần mới thấy á, mà dễ thương đúng không? Ừ. Rồi, và đây là khung cảnh à, bờ hồ. À, không có bạn nào hết, cây thì không có cái lá nào hết. À, nhưng mà dưới đất thì có hoa và có cỏ, cho nên mẹ không thể xác định đây là mùa nào. Đúng không? Mùa xuân. Không thể mùa xuân được. Mùa xuân á thì phải có chút lá trên cây chứ. Đây không có cái lá nào hết. Rồi gọi em mua tâm. Mùa đông cũng không phải. Mùa đông thì trên đây không thể có hoa được. Mà không thể biết được đây là mùa nào. Nếu mùa thu thì phải lá vàng và có lá rụng. Mùa đông thì phải có tuyết đóng băng. Nói chung là khó xác định quá, thôi khỏi nói mua Lại đi. phải âm thanh. Âm thanh mình có ở đây đâu mà nghe, chắc ở đây là gió vi vu vi vu. Rồi mở ra nè. Rồi, Bạn đầu tiên bạn kể chuyện chính ở trong này là hai mẹ. bạn hà mã. Một bạn hà mã rất là béo mập. Ủa Ủa, nó bạn ta tùng luôn mà. à, nhưng mà bà Hà Mã biết bơi sao? Bà Hà Mã nó biết bơi sao á, đúng không? Tại vì đây là nước nè. Hà Mã nó sống trong đầm lầy mà ta. Rồi ở Con cá cũng con cá đâu có mấy con cá nè. một hai ba Rồi yêu cầu bạn Tô ngồi yên, đừng có lúc lắc lúc lắc. Phía sau mình là ai thế nhỉ? Who is behind me? À, ở chợ. Ừ. Thấy rồi mà còn hỏi nữa chứ. Nhìn là biết ngay con vịt. Đó là bàn vịt. Bàn vịt trông như thế nào? Con vịt sao? Con vịt cũng biết bơi sao? Con vịt tất nhiên là biết bơi rồi. Nhớ chưa? Ừ. Đây, con vịt cũng biết bơi sao này. Nói mà sao con vịt đương nhiên. Đây là chân vịt khác với chân gà là chân vịt. Giữa mấy ngón chân này có cái màng để làm gì? Để thuận lợi cho việc bơi. Nghe chưa? Ừ. Vịt luôn nổi trên mặt nước. Đây là một con vịt màu vàng mơ. Ừ. À, rồi sao nữa? À, tránh nào cũng có mấy con cá hết đúng không? Ừ. Phía sau bằng vịt là ai thế? À, là bằng rùa đấy. Con miêu tả bằng rùa cho mẹ coi nào. Đây là mặt bằng rùa. Bằng rùa trông như thế nào? Mặt của nó vui. À, mặt của nó vui, tươi. Rồi, nó màu gì? Màu trà với màu vàng. Màu trà với màu vàng, đúng rồi. Tiếng Anh rùa là gì ta? Turtle. À, turtle. Con một con vịt màu đà màu vàng. À, một con rùa màu đà màu vàng tiếng Anh nói sao? A brown turtle and yellow. A brown and yellow turtle.
Nghe chưa? Ủa, con nói đúng mà. Đâu có đúng đâu, sắp nó không có đúng chỗ thôi. Mẹ ơi, con khát nước quá. À, con khát nước quá hả? Rồi tới lấy nước uống. À đúng rồi, ăn xong chưa uống nước nè. Rồi, uống xong chưa? Rồi. Rồi. Thay chữ gì mẹ con không biết. Và lát nữa mình đọc cho xong quyển này đã nào. Rồi. Phía sau bàn rùa là ai? Bạn thú mỏ vịt. Đúng rồi, thú mỏ vịt. Đây, mỏ vịt nha. Mỏ vịt nó là sao? Nó dẹp. Đó, là bạn thú mỏ vịt. Mẹ chưa bao giờ thấy bạn này hết á. Con còn nhớ tiếng Anh của nó không? Mẹ quên mất tiêu rồi. Rem. Gì ta? Puss. Ủa? Hả? Con thú mỏ vịt. Platypus. Đúng rồi. Platypus. Platypus. That's a crocodile. Gì của crocodile? That's a tail. À, that's a tail of crocodile. Con thú mỏ vịt này trông như thế nào? Màu đen không? Màu đà với màu gì nữa? Màu đỏ. Nói chung là màu nó khóm như tạ quá. Mẹ ơi, quá ơi, màu nâu á. Ừ. Vì màu đỏ chuyển thành màu đỏ. Màu nâu với màu đỏ. Thiệt à? Hả? Màu nâu mẹ không biết. Đời. Phía sau bạn thú mà vịt là ai vậy? Ồ. Là bạn cá sấu đấy. Wow. Mẹ ơi, mẹ thấy cá sấu chưa? Rồi. Tôi thấy cá sấu chưa? Con thấy rồi. Nó có giống con này không? Có. Mẹ thấy có giống gì đâu? Hoặc hình không à? Đây là hình vẽ. À, con cá sấu này trông như thế nào? À. Nào sao nè? Nó thường bơi. Nó đang làm gì? Đây là nước này, đây là càng này. Nó đang bò lên bờ. Con miêu tả con cá sấu cho mẹ coi nè. Mẹ ơi. Chào. Cho mẹ cũng biết về con ếch luôn. Sơ sơ có biết về con ếch. Ủa, con cũng biết vẽ con ếch luôn. Rồi. Đây là con cá sấu màu gì? Màu xanh lá cây. Rồi, con nói tiếng Anh, con cá sấu màu xanh lá cây là gì? A green crocodile. À, a green crocodile. Rồi, con cá sấu đang bò lên bờ. Thật ra cá sấu nó hung dữ và đáng sợ lắm á nha. Nhớ không có gì thương vậy đâu. Thấy cá sấu là tránh xa cho chắc ăn nghe chưa? Nó cắn mình á. Nghe hả? Và nó to lắm. Rồi phía dưới. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ phải vẽ con chung. Không, mẹ không thích vẽ con cá sấu. Sao cứ thích vẽ con cá sấu làm gì? Sợ mà thích vẽ. Phía dưới bàn cá sấu là ai thế? Phía dưới á nha. Ồ, là bạn chuột chuỗi. Bạn chuột chuỗi. Chuột chuỗi là con chuột đào đất. Nó khác con chuột ở trong nhà. Nó có móng vuốt nhọn nè. Nó... Ồ, mà mẹ không thích chuột đâu. Mẹ cũng sợ chuột luôn. Tiếng Anh là gì ta? Mole. Mole. Nó cái mục ruồi cũng là mâu mà con chuột chuột cũng là mâu nha. Nó đào đất, nó sống ở trong lòng đất. Phía trên bằng chuột chuột là ai? Wow, ồ, hóa ra là bạn nhím. Bạn nhím trông như thế nào? Nó sao? Người nó đầy gai nhọn, đúng không? Con nhớ tiếng Anh của nó không? Không.
Nhớ mà, có hai từ tiếng Anh luôn. Hatchet. Đúng không? Đúng không? Với từ gì nữa? Gì mà gì cupai ta? Porcupine, đúng không? Phải không ta? Hai từ luôn hả? Ở hai từ hatchet. Porcupine. Porcupine. Chính xác. Rồi. Hai từ luôn mà mẹ. Này, mỗi lần á gai nhọn này để làm gì? Bình thường nó cũng hiền lành lắm, nhưng mà khi nào nó thấy có sự nguy hiểm á, nó rung mình một cái là mấy gai nhọn này phóng ra làm vũ khí đâm kẻ thù. Nguy hiểm lắm á nha. Rồi. Con chi vậy? Con nhím á. Rồi, phía trên bàn nhím là ai vậy? Ồ, là bạn bướm đấy. Bạn bướm trông như thế nào? Đủ màu sắc. Đủ màu hả? Ít màu mà, đâu có đủ đâu. Con đếm có mấy màu? Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè. Tổng cộng có? Năm. Một con sao? Đủ màu mà. À, đủ màu á. Đủ màu, 5 màu thì cũng thể gọi đủ màu. Rồi một con bướm màu vàng đi ha, vàng nâu. Mẹ ơi, nó rất là xinh đẹp, cái mặt nó rất xinh đúng không? Gì? Cái wow. Máy khác. Đây phải có cái cạo râu. Không phải cái cạo râu, đây nè. Đây là cái gì ta? Cái sừng. Cái gì? Cái sừng. À, đây là cái râu, đây là cái chân. Cái sừng không phải gọi cái sừng mà mẹ không nhớ là cái gì nữa chứ. Ủa con nói là cái sừng, hai cái sừng dày. À, thôi cứ vậy đi. Rồi, phía trên bàn bướm là ai vậy nhỉ? That's a butterfly. À, this is a butterfly. Who is a butterfly? That's a parrot. Ah, that's a parrot. What color of the parrot? Thầy đang quay clip một chút. Để nó quay xong là nó ngồi nó coi lại á chị. Rồi con vẹt có mấy màu nè? Hai. Đếm đi. Một. Ba. Vẫn thiếu. Bốn. Màu này là một này. Màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng và màu vàng. Với đây màu đen. Đây là ít cho công việc nó rực rỡ nhiều màu sắc lắm á. Mà con nhớ nhà công việc thiếu màu xanh. Giờ cái tông màu của quyển truyện này nó vậy á chị. Nó đứa nào cũng ít màu. Con nhớ nhà công việc là cái mỏ nó quặp lại và con vẹt có một đặc điểm là gì biết không? Nó học nói rất là giỏi. Khi nào mà tôi tập nói cho con vẹt, tôi nói xin chào là nếu mà tôi luyện nó chập là nó sẽ nói là xin chào, xin chào. Nó khá là thông minh. Tôi biết không? Mẹ ơi. Ơi. Gì? Xin chào mẹ nói xin chào ơi. Nó nói xin chào luôn mà. Ờ, gọi là mình dạy nói cho nó á. Hoặc là mình dạy cho nó I love you. Mà thiệt là ngày nào ra luyện rồi là nó sẽ nói I love you. Ủa? Ủa sao? Nó dạ. Vậy á. Con nói con vẹt ra to do spell English. Do you speak chứ? Do you speak? Can you speak English? Hả? Bà con vẹt nói sao? Con vẹt nói I don't know. Cái đó là phải dài là chứ. Dài từ mới bắt đầu là dài từng từ thôi. Dài từng câu dài là nó xỉu vì mệt. Phía trước bàn vẹt là ai thế? Who is front of the parrot? Nói vậy đúng không ta? Mẹ không nhớ nè. Wow, là bạn sắc bay. Sắc bay is squirrel fly. Fly is squirrel. Squirrel.
Flying squirrel. Giống như flying fish á, cá chuông á. Thì đây sóc bay mình sẽ nói là flying squirrel. Con sóc, đặc điểm của con sóc là sao tôi biết không? Họ chậm, as slow as gì? As a snail. À, as slow as snail. Còn nhanh là như sóc, as fast as squirrel. As fast as a snail vậy á? Không phải. À, chậm thì chậm như ốc sên mà nhanh thì nhanh như sóc, as fast as squirrel nha. Con nhanh như sóc, chậm như ốc sên, nhớ nha. Còn con sóc bay này còn nhanh hơn nữa. Thì mà as fast nó bay nhanh hơn nữa. Nó bay nhanh hơn con sóc thường. Cái gì ta? Rồi nha. Gì mẹ? Hả? Gì vậy? Cái dơ. Rồi. Một cái thứ dơ dính cái quyển sách. Con sóc màu gì đây ta? Màu xám. Ừ. Là gì? Màu xám là gì? Tiếng Anh màu xám. A gray is a gray and yellow flying squirrel. Rồi, wow, nay đợi chút. Sóc bay ơi. Sóc bay đang gì? He is flying. Nó đang bay. Nó đang bay rồi nó giơ hai tay hai chân ra. Và đây có cái màng giống cái cánh đúng không? Nó cản không khí cho nên nó giúp nó bay. Nó dễ thương không? Ừ. Rồi. Này, đợi chút bạn sắp bay ơi. Phía trước bạn là ai thế? Phía trước bạn nha. Ủa, con ong. À, con ong. Wow, hóa ra là các bạn ong. Wow, đây là một cái. Cái gì đây? Tổ ong. À, đây là một cái tổ ong. Có mấy bạn ong. Tất cả nè. Đếm. Mẹ ơi. Ơi. Con ong nó hút mật xíu đã. À, con ong nó hút mật xíu đã. Vì nó có mật. Nó hút mật là hút mật ở hoa. Vì rồi ra nó về tổ nó cất mật. Đúng không? Vì xong nó chui vô tay nữa. Ra nhà của nó nghỉ ngơi. Đúng không? Có mấy con ong ở đây ta? Đếm đi, đếm giúp đi. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ, con ong phải chui vô nhiều thứ vậy á. Có nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có tổng cộng là 6 con ong. Thật ra một tổ ong là có nhiều ong lắm á nha. Chứ không phải mỗi 6 con luôn. Con ong tiếng Anh là gì? Bee. Con tổ ong là? Honeybee. Honeybee là mật ong. Con tổ ong là? Beehive. Beehive trúng. Không. Hive này là hive. H-I-V-E. Là cái tổ ong. Nha. Mẹ con ơi. Ong ơi. Trúng là gì? Trúng là hive. Hive là H-I-D-E. Còn cái hive này là beehive. Không. Thôi để mày ghi ra cho rắc rối. Beehive. À ghi ta. Rồi, coi nè, phía dưới các bạn ong. Các bạn ong có biết phía dưới các bạn là ai không? Tôi giật qua. Bạn ong ơi. Đây. Rồi. Hả? Là tớ đây mà. Ủa? Rồi, là bà Hà Mà đi được một vòng quanh hồ rồi đúng không? Rồi. Tôi mở ra coi. Quay toàn cảnh của hồ. Wow, chúng mình luôn ở gần bên nhau đấy. Rồi. Bắt đầu coi. Đầu tiên là bạn tớ là bạn Hà Mà. À, phía sau bà Hà Mà là bạn vịt. Phía dưới bạn vịt là bạn rùa.
Phía sau bàn rùa là bàn thú mỏ vịt. Đúng, phía trên bàn thú mỏ vịt là bàn cá sấu. Phía trước bàn phía trước bàn cá sấu là bàn nhím. Phía dưới bàn nhím là bàn chuột chuỗi. Phía trên bàn chuột chuỗi là bàn bướm. Phía trên bàn bướm là bàn vẹt. Phía dưới bàn vẹt là bàn sóc bay. Phía dưới bàn sóc bay là bàn ong. Một tổ ong luôn. Và các bàn ong, giờ mình đếm tổng cộng là mấy bàn nha. 1, 2. Mẹ phải đánh từng con chứ. Hà mã là 1, vịt là 2, rùa là 3, thú mỏ vịt là 4, nè cá sấu là 5, nhím là 6, chuột chuỗi là 7, bướm là 8. Gì nữa? Vẹt. Vẹt là 9. Sóc là 10. Ong là 11. Đó là cái vòng kệ. Con có mấy bạn mà tránh nào cũng có là bạn cá. Đúng rồi, nhiều cá lắm. Đếm cho mẹ có mấy con cá đi. 1, 2, 3. Không, đếm theo thứ tự cả luôn. 1, 2, 3 này. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả là 12 loài nha. 9, 10, 11. Thì con nói là 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 bàn cá. Con cắt giống loài 9, 10, 11. 9, 10. Wow, đây là cảnh cái 11. Hồ khi có các bạn. Nếu có các bạn thì vui hơn đúng không? Rồi, và câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Bye bye.